ông thứ ba nữa. Ai? Ai? Bà nói tôi nghe. Ai? Rồi anh ngộ quá à. Bà nói không xong hả? Tôi với bà ly dị, tôi bước ra khỏi căn nhà này liền. Bây giờ anh nói là em thương anh là em nói ra rồi, em chiều lòng anh em nói có. Chứ làm gì có ai đâu. Anh thấy rồi đó, từ ngày em làm vợ anh giờ em có giờ em giao du em đi chơi với bạn bè nào đâu. Anh thấy có ai mà đến nhà mình chơi nói chuyện với em không? Thậm chí hả? Mấy năm nay là chưa có một người đàn ông nào bước vô nhà này mà kêu hai chữ Nga ơi nữa đó. Nga ơi. Hả? Anh nhanh với ta. Giờ sao đi chơi? Linh quá hả bà? Nga. Linh thì... Kìa. Khỏe không? Trời ơi sao bữa nay Nga đẹp quá vậy? Ôi đáng yêu quá mà. Trời bữa nay mặc đồ đẹp quá à. Trời ơi lâu quá nhớ Nga ghê đó. Ủa nhà Nga có nuôi khỉ hả? Chồng mình ơi, anh ơi, anh ơi, mày hẹn vô tới ổ luôn ha. Bà dữ ha. Anh ơi, ôm hôn rồi ha. Anh Linh thợ may, thợ may anh. Thợ may. Đi qua may áo dài cho em đó. Thợ may sao lại là đàn ông chứ? Duyên quá hả? Thợ nào đàn ông không được. Thợ nào đàn nào chả được miếng sao may đồ đẹp là được chứ. Không, nhưng mà vô đây là may đồ cho vợ tôi thích là không. Thợ may được là đàn ông. Ông bị gì vậy? Linh ơi, này á, xin giới thiệu với Linh, đây là chồng của mình á. Trời mà ổng ghen quá đi. Làm như ông yêu mình quá, ổng ghen đó. Bởi vì Linh qua Linh nói chuyện với ổng tiếng nhận tôi. Bà lấy ông chồng đẹp thấy ghê luôn á. Đó, tôi đẹp hơn ổng bởi vì ổng mới ghen tôi đó. Khổ gì đó. Để tôi. Ổng đang giận dữ lắm á. Sao? Cái gì nhìn tôi quậy á? Tôi đẹp quá chứ gì? Anh đúng. Đẹp trai. Bao nhiêu đó thôi. Câu nói thôi là bỏ hết tất cả cho chú em à. Dạ. Em biết nhìn người lắm, cho em không phải như bà Nga đâu. Đúng rồi. Trời, bà Nga bà ra bà cứ nói che chồng bà xấu hoài. Mà bữa nay em mới tận mắt em thấy đó. Anh đâu trời ơi. Bây giờ em thấy em mới biết cái sắc đẹp của anh. Anh giống khỉ thiệt á. Mày vừa phải thôi nghe mày. Mày đưa tao lên tới núi mày đạp nhẹ tao văng xuống hả mày? À. Nếu mà tôi là khỉ thì chú em này cũng là một con dượng hay con đười ươi vậy. Hình như là tôi với chú ở chung chuồng á. Dạ thôi cứ coi vậy đi anh. Nhưng mà nói giỡn tại vì em hố thôi chứ anh đẹp thiệt. Ừ. Anh ơi, bữa nay em qua em may đồ cho chị Nga. May áo dài phải không? Dạ, may áo dài cho chị Nga. Tự nhiên. Dạ, anh. Gì? Anh rảnh không? Thì đang ở đẹp không? Trai mà đứng không thấy nó phí cái công đẹp. Của 12 bà mụ nặng anh lắm á. Ê, anh ghi giùm em cái số đo được không anh? Rồi. Dạ. Cảm ơn anh. Ừ. Em đo nghe. Khoan, cho hỏi thăm. Dạ. Tên tuổi là gì, nhà cửa ở đâu, vào nghề bao lâu rồi trả lời đi. Thôi khỏi trả lời, làm việc đi. Cái tật của người vậy đó. Chồng bà căng thiệt đó. Tôi đo nha. Hả? Mà nói em mới đo nhưng mà anh. Múa thước dữ vậy không biết nữa. Ghi giùm em đi. Ghi nè. Dài 42. Dài. Dài là vai hả? Vai, tao nói vai, mày đặt dài. Chị cũng căng đó bà. Căng lắm. Tay 50. Tay là tay hả? Đúng rồi. Tay là lỗ tay. Tay 20. Kệ. Đừng có chấp mấy người đó, ổng có hai sợi dây thần kinh mà đứt mất một sợi rồi nên khó chịu lắm. Bà đứt bứt trợn cợ chứ ai bứt. Nói nữa. Rộng rộng chút ha. À, sao cũng được. Ngực. Nhiều. Ngực là sao? Ngực. Ngực là 89. Trời ơi. Trời ơi trời ơi. Quý cha mày ra đâu. Ổng lên cơn cúm gà lại hả? Linh đứng sát gần tôi quá. Ổ dịch mới phát hiện quá. Ở dưới miền Tây mà giờ thì lên tới đây rồi. Linh đứng xa đi. Đứng sát tôi quá, ổng ra là phải rồi. Cái gì? Anh đứng xa rồi kìa. Ra tới đây rồi. Ra tới đó nhưng mà cái kia nó đụng vô cái kia kia. Cái kia là cái là gì gì. Trời ơi, cha này rảnh ghê, tự nhiên đứng vẽ quả núi kìa. Kia nó làm đó là nó làm nè đó. Vô duyên không, nhưng đang may đồ đòi ăn bánh bao à. Hai cái luôn á. Hả? Mày ăn dữ vậy. Làm không phải sao? Là cái dây đó nó đụng vô rồi. Thì nè. Tự nhiên cái chi ai hiểu. Mày giang ra. Mày lợi dụng hả? Tự nhiên mày lấy cái dây mày lợi dụng hả? Mày đo gì kiểu kỳ cục hả?
hả? Đo ngực phải đo vậy chứ sao anh? Dám đâu, đo ngực ta đo dưới này không em mày. Cái đó là eo ông ơi, ai mà đo ngực đo dưới này? Anh ơi, cái đó là eo, ai mặc áo dài mà đo dưới này rồi mặc rồi đi làm sao? Thôi, thôi thôi thôi, bà làm như tôi không biết. Nè nè nè, tôi nói cho nè, tôi nói cho biết nha. Tôi đã từng dẫn người đi đo áo dài rồi. Mà đo ngực thường thường ta đo dưới này không, không ai đo trên này hết. Ủa ai vậy? Bà ngoại tôi. Hiểu à. Hiểu rồi. Bà ngoại nhiêu tuổi? 80. Thì đúng rồi, bà ngoại 80 là đo dưới này. Tôi mới 20 phải đo trên này chứ. Mày chuẩn quỷ thôi à. Nghĩ sao tôi 20 đo dưới này rồi mặc áo dài đi sao trời. Mày áo dài chứ đâu phải mày áo bầu. Nổi điên à. Đúng anh rồi. Ơi áo dài là phải mặc ngực ra ngực, eo ra eo, vai ra vai nó mới đẹp. À đúng rồi, quên. Tại quên vẫn ghen cái gì mà ghen lạ lùng quá. À, tôi đo lại coi tôi quên mẹ rồi. Thôi bây giờ tôi nói giờ chú mày nghe, giờ chú mày làm gì làm mà đừng đụng vô được không? Thôi ấy giờ chú mày muốn cho nhiêu cho đi. Khỏi đó. Muốn cho nhiêu cho phải không? Nhắm mày. Ừ. Ghi giùm đi. Ừ. Ngực. Hồi nãy Linh nói nhiêu nhớ không? Ngực nè. Rồi. 109. Tao quất cho nó nằm chỗ luôn á. Ổn điên nè. Sao làm quá vậy? Thằng này nó hào sảng ghê á. Nó mà nó đi làm từ thiện là bà con mình nhờ nhiều lắm á. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy ông? Vợ tôi mà ông cho 109. Ông muốn cả đời vợ tôi nó cắm đầu xuống đất nó đi hoài nó không ngẩng mặt ra được hả? Phải không? Theo mấy phục cho. Thôi. Thôi được rồi. Của tôi để tôi lo. Tôi tự cho được rồi. Tôi biết. Ông biết ông cho đi. Ừ. Mệt chết. Cho sao cho nó đúng ta? 61. Trời ơi. Không được, 61 không được. Sao lẻ vậy? 62 mới đúng. 62. Tiếp tục. Qua ổng cái tuột xuống hơn phân nửa luôn. Giờ tôi đo quần đó. Thôi 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 khỏi. Khỏi em, đừng đo quần. Áo không đi, khỏi mặc quần cũng được. Trời em sợ anh luôn á Sơn. Trời anh hỏi mấy chị ở xung quanh này nè. Có ai mặc áo dài mà không mặc quần không? Mà đi ra đường hai cái tà gió nó bay luôn rồi sao? Chú mày thay vì khỏi, chú mày đừng có làm cái tà. Chú mày đạp từ đây xuống luôn đi. Khỏi thôi. Cái đó là sườn xám ông nội. Sườn xám con không có khả năng mai làm ơn lên quận 5 giùm con đây. Áo dài là phải mặc quần. Thôi vậy thôi, thôi chú mày đo đi. Ghi giùm đi. Ôi xin lỗi. Phải nạt nó. Mặc dù tôi rất sợ nhưng tôi vẫn nạt. Tôi tự sắm ăn mình quá. Chồng gì đâu thấy gớm. Thì cái tôi mệt lắm, Linh biết không? Ngày xưa ổng lấy tôi về là tôi đẹp dữ lắm cho bộ. Tôi cao 1m9 luôn đó. Ổng ghen riết mà buồn á, người lùn còn 1m1 thấy không? Mai đi đo đi mấy bà nội. Dài. Cái gì? Dài quần đó. Dài 92. 92. Đùi. Đùi 48. 48, chà sao giống đùi cầu thủ. Vậy đi, cắm đầu cắm cổ vậy đi. Khỏe hơn, tôi nói thiệt với bà. Khỏe. Tiếp tục. À, đường đo xong khẩn luôn á. Cái này mà nó thấy nó phóng vào tôi chết luôn à. Bây giờ sao bà đo đây, bà Nga ơi là bà Linh, Nga. Giờ Linh qua Linh thương lượng với ông xã tôi giùm cái đi Linh. Thương lượng ra chứ không thương lượng là nó giết tôi luôn á. Thương lượng được chứ giờ tôi cũng lo quá nè. Anh đẹp trai. Có. Em đang đo quần cho chị á. Rồi rồi, biết rồi, nè có ghi hết rồi. Em đo dài 92. À 92. Dạ, 92. Đùi 48. Dạ đùi 48. Đúng rồi, tôi ghi. Giờ xin phép anh cho em đo cái ứa rồi nha. Ủa trong cái quần cái ứa ừ là cái gì ta? Cái ứa là cái ứa đó. Lạ thôi. Ứa nó là cái gì? Là đo đái á. Đo đái. Đo đái đo đi có gì đâu. Đo đi. Đo đái nó giống như đo đùi vậy đó.
Ừ biết rồi, nãy có ghi rồi. Nhưng mà nó hơi xéo xéo chút. Trời ơi có gì đâu, đừng có lo. Không, thật sự là nó sách vậy nè. Kệ. Vậy gì kỳ cậu bé? Mày nghĩ sao mà tự nhiên vợ ta lấy cái thước rồi sách ngược lại vậy á? Thì tại đó đái mà. Thôi đó kiểu kỳ cậu bé. Không được không? Nó mà đo là tôi chém nó vỡ bẻ luôn á mà tên em. Bây giờ sao? Bây giờ muốn sao? Thôi bây giờ nãy giờ dài đuôi đâu có rồi. Thôi bỏ đi giờ khỏi mai đái đi. Trời. Khỏi có ai mặc áo dài mà mặc cái váy đầm không trời? Kệ nó khỏi đái đi. Cái quần là phải có đái, không có đái gọi là cái đầm rồi. Có ai mà mặc áo dài với xà rong không? Vậy hả? Anh khó quá. Vậy là bắt buộc phải đo đái anh ơi. Thôi được rồi, để tôi bày ra kia bà ngồi đi. Mai bộ áo dài tiền công có 180 à. Về uống thuốc 190 à. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Đó, như vậy đi. Anh ghen quá, làm sao tôi mai được. Thì anh biết, nhưng mà bây giờ nè, anh biết là cái áo dài nó phải có cái quần. Đó. Quần là phải có cái đái. Đúng rồi. Bây giờ nè, thông cảm giùm em đi. Chỗ em anh rất là thông cảm. Dạ. Lúc đầu vô là thấy là không có ưa. Nhưng mà bây giờ hiểu em là em chỉ đi làm thôi. Dạ. Em làm công việc đó thôi. Dạ. Bây giờ nè, anh nghe nói là em mai cũng khá lắm. Thôi giờ em may cái quần cho chị thiệt đẹp nha. Dạ. Quần thiệt là đẹp. Bao nhiêu tiền anh trả hết. Bao nhiêu tiền. Quét đẹp, thiệt đẹp. Nhưng mà đái thì đo anh. Rồi em trừ ra 10 phút. Rồi ông cho thúi thước tôi luôn hả? Thì mày đo tao trừ ra 10 phân được rồi. Đừng. Trời ơi Sơn ơi. Hồi nhỏ mà em lên anh đo vậy rồi về. Anh quên trừ rồi em mặc cái quần em đi cái kiểu vậy. Thôi. Ý sao mặc áo dài mà mặc quần với hip hop? Thì đụng vô đo vợ tôi không chịu vậy. Dẹp khỏi đo luôn. Mệt quá đi. Đi luôn. Khỏi luôn đi. Ừ, khỏi. Bây giờ gì đi. Bây giờ quyết định vậy đúng không? Ừ. Dẹp đi. Giờ anh không có may áo dài nữa đúng không? Ừ. Rồi Tết này em không mặc gì, em đi ngoài đường long nhong luôn. Tôi chưa từng thấy ai mà. Ai mà thấy em á, em lấy lá chuối em quấn vô rồi em đi tiếp được chưa? Anh cho em làm người không có làm. Bây giờ em làm lại bộ lạc nguyên thủy. Linh, tôi nổi loạn rồi Linh ơi. Chồng ghen quá điên luôn rồi. Linh, lại đây tôi bảo nè. Linh, làm ơn lấy cặp bôi thịt bò của Linh á. Linh quát trong mặt của tôi đi Linh. Kiệt mẹ, kiệt mẹ, kiệt mẹ. Kiệt mẹ, kiệt mẹ. Lấy gì vậy bà nội? Bà nội là hôn tôi đi đó. Hôn bà. Hôn tôi đi. Bà làm gì vậy bà? Bà quá đáng hay chưa? Bà nói bình thường được rồi. Bà biểu nghĩ sao biểu ông Linh hôn bà là sao bà? Bà coi tôi ra cái gì nữa? Qua hôn tôi đi, một nụ hôn 5 triệu vậy. Rồi chết cũng hôn mà. Vậy à? Mày ngon mày vô mày hôn vợ tao đi. Tao không hôn mày lại từ nợ tao làm con mày á. Thôi ông đừng hôn tôi bù ông 10 triệu. Bà sao tiền của mày hôn tôi hả? Sao? Bà sao tao mới quen rồi nó em đi. Bà biểu hôn 5 triệu. Tôi sao tôi hôn bà từ hồi cưới tới giờ. Nếu tính ra tôi cũng được cả 100 tỷ sao bà không trả tôi? Không, tại anh ghen quá đi, em phải làm gì chứ làm sao? Tôi nói cho anh nghe nè, vợ anh mà nổi loạn là tại anh. Giữ gìn hạnh phúc gia đình đâu phải ghen, kiểu đó là giữ gìn được đâu. Không? Nó quạo bây kìa. Giờ không những bà nổi loạn mà tôi cũng nổi loạn luôn. Nó quạo. Tại sao vậy? Hả? Nó quạo nó dữ lắm. Con vợ mình như vậy, nghe lời mình ở trong nhà hoài, mà ghen hoài. Chứ anh thì anh cũng muốn bảo vệ hạnh phúc của anh thôi. Chứ. Bảo vệ hạnh phúc cái kiểu của anh hả? Anh ghen kiểu đó có bữa bà bỏ nhà bà đi luôn. Gì hả? Nói cho anh nghe. Trời, anh nghe anh rõ chưa? Anh hiểu bộ chưa? Gì? Anh thông chưa? Thì rồi. Trời ơi. Thì để nguyên ông thợ may vô để ông chửi. Mà lấy tôi làm điểm tựa tài năng che hoài à. Thôi anh cũng hồi nãy thấy tại thấy cái vụ đo bực nói gì. Thôi cũng biết cái lỗi. Thôi xin lỗi em Linh ơi. Thôi em mới may thì em may em đo. Anh biết lỗi. Khỏi đo luôn. Thôi mà. Thôi anh trăm mấy chục ngàn này nãy giờ tôi nói tốn biết nhiều rồi. Thôi Linh, chồng em hiểu Linh ơi, đừng quát quá tội nghiệp ổng quéo lại còn không còn miếng tóc nào đâu Linh ơi. Không có đề tài tóc mà nói hoài tài lận. Anh đâu còn. Ngoài cái đề tài ông không còn cái đề tài nào nói ngoài cái tóc ông hết trơn á. Tóc đẹp thấy ghê luôn. Anh đó nha, anh ghen hoài à. Biết rồi, nó riết em ghét lên chùa em ở bây giờ đó. Hả trời ơi. À, bà định quen với ông thầy chùa nữa. Bà trả lời cho tôi.
bà chạy đi đâu à? Bà không trả lời thấy không? Bây giờ nè, âm mưu bà có trong đầu hết nè. Quá đáng nè, bà đứng lại đi. Bà đứng lại. Ai báo đây? Báo đây, tin giật gân đây, tin kinh hoàng khủng khiếp đây, báo đây, báo đây. Tin kinh hoàng khủng khiếp đây, có một bà vợ rửa chén không có sạch vì ông chồng lấy cái đũa quánh trên đầu rồi bà vợ ra đường dắp cái ổ gà chết đây. Ai báo đây, báo đây. Báo đây cô ơi, báo đây. Ai báo đây? Báo đây, báo đây, báo đây, tin mới nhận đây, tin mới nhận đây. Có một người phụ nữ lớn tuổi mà ngồi đọc sách tự nhiên là hai con mắt nó lòi ra luôn đây. Không nên đọc sách khi tuổi già, không nên đọc sách khi tuổi già, đọc báo chắc cứu hơn. Báo đây, ai mua báo đây? Báo đây, báo đây. Báo đi cô ơi, báo đây, báo đây. Báo đăng Đà Lạt bán áo len rất rẻ đây. Tại sao phải ngồi móc từng cọng chỉ cho nó mệt đây? Ai mua báo đây, báo đây. Ai báo đây, báo đây. Báo đây, báo đây, cô ơi, báo đây. Cô bác ơi, mua báo đây, báo mới đây. Báo đây, báo đây. Bây giờ nước ép trái cây rất là rẻ. Tại sao không mua mà ngồi lột chi cho nó dính tay đây? Báo đây, báo đây. Ai mua báo đây, báo đây. Tin mới đăng đây, tin mới đăng đây. Có một thằng nhỏ 14 tuổi lường gạt 100 người thành niên đây. Báo đây, báo đây. Ai mua báo đây? Ê, 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 báo bán cho cô tờ báo đi con. Dạ mời cô mua báo đây cô ơi, mời cô. Sao vậy? Tự nhiên cô mờ kêu con bán báo cho cô, con xỉu rồi hả? Nãy giờ con đi quanh cô 5 vòng rồi đó. Chờ cô mua xong rồi con chóng mặt con xỉu luôn rồi. Trời ơi, thôi bán cho cô tờ đi, lựa cái tờ gì mà đăng tin là thằng nhóc mà nó lường gạt 100 người á, bán cô tờ đó đi con. Dạ đây cô. Ừ. Tin này hấp dẫn lắm cô ơi. Như vậy con? Cô cho con 2.000. Đó, 2.000. Cảm ơn cô. Trời ơi, mấy người đó khờ chứ gặp phải cô mà ở đó mà lường gạt cô được. Trời ơi. Báo đây, báo đây, ai báo đây? Có 101 người mới bị gạt đây. Ai báo đây? Sao mày? Mới nói 100 người giờ sao 101? Mới tăng thêm người nữa rồi. Ai? Cô chứ ai? Không có ai báo nào mà đăng xí mứng vậy đâu trời. Trời ơi thằng quỷ, mày vừa phải đâu nghe mày, con nít con nôi à, đi bán báo thật thà chút xíu. Đằng gì đâu mà đi bán báo mà mới bà lớn vậy mà đặt lường gạt người ta rồi à. Đồ thú quỷ yêu gì đâu không à. Nó làm như chủ quan mày vậy á, làm như nói ra cái khóc. Con đâu muốn vậy đâu cô. Nhưng mà tại vì hồi sáng giờ con báo không có được. Chiều nay con về con phải đưa chồng báo này cho đại lý. Tối nay chắc con phải nhịn đói rồi. Trời ơi khổ quá đi. Cô ơi bây giờ người đời người ta hờ hững lắm cô. Không có ai có lòng nhân từ đâu cô. Thấy con nít bán báo không được, mua có một tờ mà chửi quá là chửi. Thôi thôi thôi, nín đi cho cô xin lỗi đi nha. Cô xin lỗi đi nha. Thôi mày làm kỳ quá à, con trai gì mà khóc kỳ quá à. Tối nay con về sẽ không có gì để ăn luôn. Thôi mà ráng đi con, ráng bán từ đây tới chiều cũng hết thôi à. Báo người ta mua tới trưa rồi, người này mượn người kia đọc rồi, ai mua nữa đâu mà bán tới chiều. Trời, thằng này sao nó nói gì mà quá. Khổ quá đi. Trời ơi, sao có nhiều người lại lạnh lùng với con nít như vậy hả trời ơi. Thấy nó khổ không biết giúp đỡ là sao. Một tờ báo, hai tờ báo, ba tờ báo, một nùi báo luôn. Thôi mà thấy hoàn cảnh của con sao mà con thấy cô thương hại quá. Thấy tội nghiệp con quá à. Bán cô hai tờ nữa đi con. Cô mới nói gì? Cô thương hại cho hoàn cảnh của con quá à. Tội nghiệp lắm á. Xin lỗi cô à. Gì? Con sống là nhờ sức lao động của con. Ừ. Con không muốn sống nhờ lòng thương hại. Cô làm như vậy là cô làm tổn hại danh dự của con. Mà... con bán báo như con vẫn có lòng tự trọng của con. Trời ơi, vừa phải thôi. Mày bán báo chứ bộ mày bán thân sao mày tự trọng. Bán báo cũng có cái lòng tự trọng của thằng bán báo. Mày bán báo mà mày tự trọng quá, mày đem chồng báo mày về cho dòng họ mày coi đi. Dòng họ con coi hết rồi con mới bán chứ bộ. Tôi bán cô hai tờ đi, cô nói thiệt mà cô muốn đọc mà. Bây giờ cô muốn đọc thì con mới bán. Cô muốn đọc, cô nói cô thiệt. Cô có gì thương hại là con không có bán. Không, cô muốn đọc thiệt mà. Dạ, cô cho con 3.000. Trời ơi, nhà cô. Vậy đó, cô luôn, cô không có thối lại gì hết trơn á. Cảm ơn cô. Mà nhớ hứa với cô nghe không?
hứa với cô là phải bán buôn rồi phải thật thà nghe không, con nít rồi lại phải thật thà người ta mới thuộc nghe không, chứ đừng có lừa gạt vậy rồi không có được, không có tốt đâu nghe con. Dạ cảm ơn lời dạy chân tình của cô. Nhưng giỏi. Mà nếu con lỡ con lừa gạt rồi sao? Ai? Hả? Lừa gạt ai? Cô đó. Nó hồi sáng giờ con bán mấy chục chồng rồi. Cảm ơn nha cô. Mua mấy chồng áo đây nhà coi đây. Mày đứng lại chưa? Thằng quỷ sứ, đứng lại cho tao tiêu tuổi mày không? Bánh bò bánh tiêu, em gánh ra cho kịp chợ chiều. Sao ngàn ba cái, mời cô ba ghé mua giùm con. Bánh này con ngâm, còn lấy ở cầu ông lánh. Cô bác thương tình, mua bánh về cho con cháu mình. Bò bánh tiêu mày bán đi coi chừng trễ chợ chiều. Ai ạ? 6.000 một nùi, nhờ cô bác đừng mua nghe chưa. Trời ơi. Bánh này thiêu lắm, cô bác ăn vào tưởng uống thuốc sổ lại. Trời ơi. Cô bác đừng mua, để con này đem về cho dòng họ mày ăn đi con mắm đầu lùng tịch. Mày vô bãi nha mày. Tao bán đâu bán báo đụng hàng mày đâu. Tao bán bánh tiêu mà. Sao mày ra mày chù tao bán. Mày nha mày trong chốn giang hồ tao đến được. Hôm nay mày ra không vậy tao bồn giận cho nghỉ cho mày ra luôn á. Mày nói mày ra không vậy. Mày ra không nghe được hả mắm. Mày ăn gì vậy? Tao ăn bánh. Trời ơi ăn sao không cho tao một miếng coi. Ở trên mâm mày sao mày không ăn mày xin tao. Tao. Trời ơi. Bánh tiêu tao không nửa cái sao tao bán. Ngu quá mày bán mày phải dần dùng đầu óc. Tại sao? Ví dụ bây giờ tao lỡ tao quất nửa cái rồi thì mày ráp hai cái nửa cái lại thêm một cái mày bán. Đang nói tự nhiên con này tới cứu mạng. Bước ra lộ mày. Mày bước ra tao quất mày liền. Thôi nha mày con gái mà quýnh lộ mày. Mày bước ra tao quánh mày chứ tao sợ mày bước ra. Mày bước ra. Tao quánh là mày đừng than nha mày. Tao quánh mày liền ngày hôm nay mày ăn bánh tao mày còn nói con đó mày bước ra. Chơi mày luôn mà mày. Mày bước ra sợ mày sao? Sợ vậy à? Mày dám nói một chuyện tao quất mày liền mà tao lâu. Mày bước ra, mày sắn quần với ai mày tưởng tao sợ mày á? À? Tưởng tao không dám tháo dép hả? À? Mày bước ra đây. Mày đứng im đây mày làm gì mày nhoi nhoi rồi à? Đứng im đây quất mày liền mà tao lâu. Mày đứng im đi. Mày nhoi á? Tao nhoi tao thủ thế. Mày ngoan bước lại đi. Mày đứng lại đây. Tao quánh mày à, mày đừng né nha mày. Mày dám đụng tao không? Mày ngoan mày đụng đi. Mày đụng đi. Đứa nào đụng trước làm cha nè mày. Đứa nào đụng trước làm cha mày. Nào mày. Mày bước qua. Dám làm tao không? Mày bước qua. Ngon bước qua đây. Mày bước qua đây đi. Mày ngon bước qua đây. Mày bước qua. Bước qua nè mày. Mày bước qua cho sợ mày sao? Mày bước qua đây. Mày bước qua đây. Mày bước qua tao sợ mày sao? Mày bước qua tao bước qua. Mày bước qua. Bước qua mày. Tới sáng luôn tao rảnh mà. Mày bước qua. Mày bước qua đây. Sợ mày tao không có sợ mày đâu. Mày dám đụng tao không? Mày dám đụng tao không? Mày dám đụng tao không? Tao để vậy nè, mày đụng tao tao ký mày liền à. Mày cơm nha. Anh lộn mà mày để vậy rồi sao tao nhúc nhích. Mày không nhúc nhích được ráng chịu. Bây giờ mày nhúc nhích mày đụng tao một cái thôi là tao quánh mày liền. Tao đi lùi. Ngon mày lùi đi. Mày đụng tao là tao quánh mày chứ không nói cái gì hết. Mày chơi ăn gian quá. Không ăn gian gì mày. Mày đánh lộn tao mày để vậy sao tao đánh. Thích. Nhất định phải không? Nhất định đó mày. Đừng có hối hận về sau nha. Không bao giờ hả mày. Nhớ nha. Ừ. Ây da. Mắm ơi, tao xin lỗi mày mắm ơi. Tao xin lỗi mày, tao không muốn vậy đâu mắm, tao xin lỗi. Mày chơi bất dạy à. Mày con gái mà mày chơi bất dạy mày à. Mày tung cái tiệc chiêu rồi. Sao dạy rồi. Tao về đó, tao mét cái anh hai tao cho coi. Ôi mày hèn quá à. Mày lộn với con gái mà đòi mắm. Mày con gái mà mày quánh thắng con trai vậy mày à. Thôi về mấy cái này đâu coi. Mày từ từ đi. Mày đánh lộn rồi mày về mấy anh hai mày cái gì từ từ. Mày nó cười quá tao xin lỗi mày rồi bộ mày. Cho mày cái bánh nè. Cho tao cái đi. Cho mày á. Tao lấy cái nguyền đó nha. Muốn lấy nào mày lấy đi mày đừng. Mày đừng về mấy anh hai mày nha. Bánh thôi nha. Ăn bánh này thôi tao mày không giận nha. Mày cho tao mượn tờ báo đọc coi. Lần sau mày đừng quánh như mày. Tao mượn tờ báo đọc đi. Mày chùi tay đi. Mày bán bánh xong rồi á nó dính dầu vô trong này làm sao tao bán được. Nè coi đi. Con này giỏi ghê biết chữ luôn.
Rồi xong rồi á. Ủa sao mày coi lẹ vậy? Coi giá vàng. Thắt cái ghê luôn. Tám bánh tiêu thì coi giá vàng. Vàng này lên 2000 chỉ. Bán em. Mày mà bán thêm bánh bò nữa chắc mày đi coi hột sòn luôn. Bán à? Tiêu đi. Rồi đi bán đi, chúc mày bán may mắn nha. Tiêu đi. Mày buông ra. Không, cái này, cái này, cái này là tao xí rồi mày. Mày nghĩ sao tao thấy chứ? Mày buông không? Tao thấy chứ. Mày buông, mày buông. Ây da. Thân cho mày đó. Có sao không? Bình thường. Chơi gì vậy mày? Xin lỗi mày. Cái này tao thấy mụ. Tao cũng thấy vậy. Ai kêu mày dành tao? Đấy, rồi chia. Đừng dành cái gì tụi tao. Chia mày. Mày từ mở ra coi cái gì quan trọng còn chưa gì mày dành tao rồi. Thì coi đi. Đá đồng chết luôn. Đá! Không có răng. Sao mày hả hỏng kia vậy? Hả? Con tiền thì bình thường thôi. Mình cũng đã từng cầm cả đống tiền rồi. Mày làm như chưa bao giờ mày thấy tiền á. Mày làm như mày hết hồn dữ vậy. Có gì đâu, bình thường. Không, tiền thôi mà. À! Thì cũng bình thường thôi, mày làm gì mày hết hồn. Mở ra coi. À! Có 500 đô trời ơi. 500 đô. Đừng có la ông sông. Đừng la. Không, tôi có 500 đô tôi mới la. Con hỏi liền á. La ông tùm. Đừng có la. Có 500 đô này giờ tôi làm gì đây ta? Bây giờ tao vậy nha. Tao lấy ra 100 đô tôi chạy ra 7 chỗ mà mày hay mua bánh mì á. Tao mua cho mày ổ bánh mì xong rồi bà thối tiền việc lại tao mày đi ăn. Mày hay quá, mày bán bánh bò mày hay quá, mày quá thông minh luôn á. Tao công nhận cái sự thông minh của mày à. Bà bán nguyên cái xe bánh mì không đủ thối cho mày. Ôi ngu chứ ghê. Bà bán bánh mì làm gì có tiền thối cho mày tiền đô. Vậy thì tao lấy 100 đô xong tao đem ra ngoài tiệm vàng á, xong tao đổi thành tiền việc tao mày đi ăn đã luôn. Mày ngu nữa. Tại với mày á, đứa bán báo, đứa bán bánh tiêu. Làm gì có tiền đô đi đổi. Thì bởi vậy. Mày đưa cái đó ra mày đổi. Chẳng khác nào á, là người ta nói mày ăn cắp, mày hiểu không? Trời ơi là đúng trời. Rồi. Ê, con người, cái con người. Cái chặt con người. Cô vừa sao vậy? Mình bình tĩnh đi. Đâu đâu mà. Tại sao đâu mất tiêu rồi trời. Bình tĩnh. Trời đất ơi, kỳ cục vậy. Trời ơi, cứ trốn đâu rồi. Tự nhiên để đây mới đi rồi rớt đâu mất tiêu rồi trời. Nó kỳ cục, không biết ai tìm được rồi. Nó mất tiêu rồi trời. Bánh bò đây. Dì ơi. Bánh tiêu đây. Dì ơi dì. Dì. Nãy giờ thiệt tình là con không thấy cái bóp của dì đâu á nghe. Ai? Ai đánh mày hả? Trời đất ơi là trời. Thiệt tình nó mới đẩy đâu mà tao mất tiêu luôn. Kỳ cục quá gì. Không có thì làm sao mà. Con ơi con có thấy. Con có thấy. Dạ không. Nãy giờ con có thấy 500 đô của dì. Hả? Quánh đi. Ngu quá, ngu à. Trời đất ơi là trời, tiệt là tức ghê nơi gì không. Gì vậy? Có 500 đâu có nhiều gì đâu, gì bỏ đi gì. Bỏ sao được mà bỏ. 500 lần cho bộ ấy nổi gì đâu mà phải bỏ. Mày khổ ghê đó trời, thiệt là tình luôn á. Thiệt không biết đâu mà kiếm mà giờ mới kiếm. Trời đất ơi, nằm đây mà. Đây nè. Gì con? Cây kim đít vàng. Kim đít vàng 500 mà đít đỏ tới 1000 lần đó mai con. Trời đất ơi, nằm đây mà nãy giờ không thấy làm đi kiếm muốn chết luôn vậy đó. Nãy giờ con kiếm cây kim hả? Con kiếm cây kim chứ kiếm cái gì? Trời đất ơi, tao thấy con, cô nói con nghe. Đi nãy là bị cái gai nó đâm vô. Làm vậy? Cái gai nó đâm vô chân cô. Cho nên bây giờ phải đi kiếm cây kim hồi nãy làm rớt. Mới lẻ gai ra mới đi được. Đi lẻ đi con. Ừ.
Con không đi lễ là con đi chùa luôn á. Cái này, cái bóp, cái này là cái bóp. Chứ con đâu có nói cái vỏ đâu. Cái bóp. Tại sao? Con đâu biết gì đâu. Tại sao? Con đâu biết đâu. Tại sao mà ông chịu giữ đây? Trời đất ơi, sao hai đứa này nó ngủ kiểu ngộ vậy, lạ vậy trời. Trời ơi, nhỏ ngủ kiểu ngộ ghê nghe. Lạ nghe. Thôi hai đứa con nằm nữa đi con, để cô đi lễ gai rồi cô tính nha con nghe. Ui da trời, ui đau quá trời, quá đất, ui da. Cái bóp đâu? Bà kiếm cái kìm mà, hết hồn. Dậy đi, dậy đi. Còn không? Còn. Trời ơi, còn cái bóp à? Bà kiếm cái kìm may thôi. May quá, tao lạnh hết người luôn mày ơi. Tao không có tiền, tao dễ sống mà sao có tiền thôi hồi hộp mày ơi. Mày xỉu sớm quá. Hồi hộp quá. Để lại đi, ngày mai rồi đổi. Tao lạnh người quá, tao sợ quá, tao lạnh người quá. Nè. Hồi hộp quá. Lạnh hết cả người rồi, bây giờ sao vậy? Từ từ, chờ tao đi. Sợ nè. Quá mắm ơi. Nè. Tao sợ quá mắm. Đắp đi. Mày không lạnh hả mắm? Tao cũng lạnh chứ mà tao không dám đắp chung mày đâu. Sao vậy? Tao sợ lây ghẻ. Mày sẽ bóng không? Bỏ rồi nha, còn có tắm lần đó mày. Đắp này, tao tắm lần là nổi ghẻ rồi. Mày một tuần tắm lần chắc mày nổi chùm bao luôn á. Có đâu, bỏ tao một ngày tắm lần còn ghẻ hơn nữa. Sao mày? Thiệt mà, tao kinh như lọc á. Trời, cái nước nó đen hôi à. Hơn lần tuần lắm lần mà nó còn ra nhiêu đây á. Trời, người ta đi chơi đông quá ha. Quá chừng rồi đi chơi, quá vui quá. Trời, có người ta dắt cha con ta đi chơi kìa. Có ông bà, có bà mẹ vui quá à. Mình đi đi ha. Vui quá. Rồi vậy mình đi. Thôi đi ngủ đi. Thôi làm mất hứng mày. Anh tưởng rủ đi chơi. Ê. Gì? Nếu như mày có 500 đô mình mày nè, mày làm cái gì? Tao có 500 đô à? Tao mà có 500 đô Tao mỗi ngày tao sẽ ăn một ổ bánh mì chứ tao không ăn nửa ổ như ngày xưa nữa đâu. Nếu mày vẫn còn dư tiền. Nếu tao dư tiền á, cái mơ ước của tao trong cái nửa ổ bánh mì của tao phải có một miếng chả, tao sẽ đổi 500 đô tiền chả để tao ăn với nửa ổ bánh mì. 500 đô chả hả? Cục chả nó bự như cái cột kìa nè. Rồi làm sao nhét vô cái ổ bánh mì được? Mày ngu quá, mày mổ cục chả ra mày nhét nửa ổ bánh mì vô. Như vậy nó mới xong. Ê, còn nếu như mày vẫn còn dư tiền. Còn dư tiền á? Còn dư tiền ta sẽ mở một sạp áo ta bán chổi lông gà. Vậy nó mới xong. Nếu vẫn còn dư tiền. Nếu còn dư tiền nữa ta sẽ mua cho anh hai ta một cái xe nước sâm để anh hai ta bán nước mía. Như vậy nó mới xong mày. Nhưng mà vẫn còn dư tiền. Nếu còn dư tiền nữa ta sẽ mua một cái áo lạnh để mùa hè ta mặc. Như vậy nó mới xong. Như vậy là khùng chứ không phải sốc. Không. Trời ơi, mùa hè nóng tới mồ luôn mà mua nguyên cái áo lạnh nữa mặc vô. Đổ mồ hôi sao chịu nổi. Mày ngu quá à. Mà mùa hè nó nóng phải không? À, mày mua áo lạnh mày mặc vô là vừa giống như mày đang nóng mày uống nước đá vậy đó. Chứ tao đâu có mua áo nóng đâu. Ngu. Ha. Ê mày thông minh mày. Ý dụ vẫn còn dư tiền. Còn dư tiền ta sẽ làm một cái điều này rất là hay. Điều gì? Ta sẽ mua một chai dầu thơm để tặng cho mày ha. Để mày sức khỏe. Vậy nó mới sốc mày. Còn mày, nếu mà mày có 500 đô mày sẽ làm gì? Nếu câu có 500 đô này sớm á thì má tao đâu có chết. Trời, má mày ham tiền thấy ghê, có tiền sống không có tiền tự nhiên chết queo. Trời ơi, má này lạ được á. Không phải đâu. Má tao bị bệnh nặng lắm. Má tao bị ho. Không có tiền đem đi bệnh viện. Hai má con cũng ngủ ngoài lề đường giống như tao mày bây giờ vậy đó. Má tao ho suốt một đêm. Tao đâu biết đâu. Tao hỏi má có sao không? Má trả lời là không sao đâu con. Má tao vẫn cố gắng hát ru cho tao ngủ. Trong tiếng ru má tao vẫn ho. Má tao ho nhiều. Khi tao mệt quá tao ngủ thiếp đi. Mai tao thức dậy, tao kêu hoài mà má tao không có dậy. Chắc má mày ru mày ngủ xong bả mệt quá bả ngủ quên luôn. Má tao đi xa. Tự nhiên bà bỏ mày bà đi xa. Cho bà này rảnh thiệt. Không phải đâu. Má tao chết á.
nhỏ lắm. Tao không có ý thức được là suốt cuộc đời này không bao giờ tao được gặp má tao lại. Nhưng bây giờ tao biết rồi. Đêm đó là đêm cuối cùng tao được nằm trong lòng má tao thôi ngủ. Thôi mày đừng có khóc. Mày á hả, mày còn có má mày á để mày thương mày nhớ nha. Tao hả đẻ ra hả là không có má luôn đó con. Tao đẻ ra hả tao không có cha luôn nè con. Tao ở trong trại mồ côi tao ra đó con. Mà nhiều khi bởi vậy tao thiếu tình thương cha mẹ của tao hả. Nhiều khi tao đi bán báo ngoài đường á, xong rồi tao thấy mấy người lớn tuổi á, tao hay kêu là cha là mẹ lắm á con. Nhưng mà có nhiều người ta thương tao á hả, người ta cho tao ăn kẹo. Có nhiều người ta không thích tao hả, người ta còn đạp tao luôn á con. Nhưng mà mày đừng có khóc, mày khóc là xấu lắm á. Mày đừng có khóc. Anh Mắm. Ủa mày mới kêu tao bằng gì? Anh Mắm. Ghê mà con này tự nhiên giờ kêu bằng anh luôn mày. Ghê thiệt. Anh nhận em muối là em nha. Cái gì? Anh Mắm nhận em muối nha. Tao với mày về ở trong nhà nó mặn ghê lắm á. Ủa mà ủa mày nói thiệt á hả? Từ đó tới giờ trong chốn giang hồ có một mình anh là quan tâm em nhất, có một mình anh là thương em nhất. Anh nhận em nha. Tao cũng muốn nhận mày làm em lắm. Tại xưa giờ tao đâu có được làm anh đâu. Có mình ơn tao à. Thôi nhưng mà làm anh mệt lắm. Tao nghe mấy đứa trong xóm tao nó đọc rồi. Đọc cái gì? Nó nói làm anh khó đấy phải đâu. Chuyện đùa với em bé gái phải người lớn cơ. Khi em bé khóc anh phải dỗ dành. Khi em bé ngã anh ăn dịu dàng. Mẹ cho quà bánh chia phần em ơn. Có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn. Làm anh thật khó nhưng mà thật vui. Ai thương con muối thì làm được thôi. Vậy là giờ mày mới kêu anh là bằng anh hai đó nha. Em kêu em bằng anh à, anh hứa anh nhường em phải không? Cái gì anh cũng nhường cho em hết. Vậy anh nhường cho em cái bóp 500 đô này nha. Có đù con này khôn mày. Cái giang hồ mà chơi hàng gài có mày. Mày chơi tao tưởng mày nhận làm anh làm gì. Tự nhiên mày gài tao mày lên cái bóp. Tao chưa thấy ai như mày luôn á. Em nói rồi đó nha. Bây giờ em anh là anh em á. Anh có giận em anh đánh vô đầu em. Chứ anh đừng có chửi bậy em ghét lắm. Ừ anh xin lỗi mày. Tại vì á anh nghe mấy đứa nó đi bán chung với anh. Nó chửi hoài anh quen rồi. Ừ đừng chửi nữa. Anh không có chửi nữa đâu hả? Anh sẽ ký đâu. Đù. Anh đòi quá vậy. Vừa quánh mà vừa chửi luôn. Xin lỗi à, lâu lâu anh bị hố lần. Vậy tao đi ngủ nha. À tao đi chơi đông vui quá anh ha. Ừ vui quá. Đông đập quá anh ha. Ngủ phải không? Dạ. Tao biết chắc luôn rồi. Anh ơi. Ơi. Ngủ đi. Để anh canh cho. Lúc này lúc nhột lắm. Ngủ không có được. Thôi giờ tao ngủ có mình anh tao hà. Ngủ đi. Nè. Trời ơi cái con này mệt thiệt luôn á. Từ đó tới giờ á. Gì? Em ngủ em hay được chui vô lòng má em lắm. Thôi được rồi, ngủ em đi. Em cảm thấy ấm áp. Ừ. Ngủ đi. Anh ơi. Gì? Không ai làm má em luôn được không? Mày bị điên rồi. Tao làm má mày cho mày đói chết luôn. Sao vậy? Giờ con này không coi tivi nè mày. Sao vậy anh? Sao mày không nghe? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tao lấy cái gì cho mày bú? Em lớn rồi em đâu có uống sữa nữa đâu. Làm mẹ em dễ lắm. Em đi bán về ha. Anh chỉ việc ở nhà đóng giày mẹ em ngồi may đồ cho em thôi. Ai à, đóng da bộ giống như người ta đóng tình hình á hả? Dạ. Cái đó tao mặn được. Nha làm nha. Ừ. Đi đi. Em đi bán á. Mà mẹ ngồi may đồ phải không? Ngồi may đồ. Dễ ợt à. Cạch 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 cạch. Má ơi, mới
đi bán về. À con mới đi bán về đó hả? Má đang ép mía uống nước mía hả má? Con này nổi điên thiệt mày. Tự nhiên mày kêu má mày làm thợ may, tao ngồi tao may mày kêu tao ép nước mía. Phải, tại vì em ta tưởng ép cái mía. Đó là tao may mái mà. Mái hay mái tay? Mái tay là mày phải có mái tay. Con này. Nhưng mà má em già lắm rồi đó. Thì già cũng may tay được vậy. Dạ. Nhưng mà phải xỏ chỉ hơi khó chút thôi. Em đi bán á nghe. Đi bán đi. Ngồi xỏ chỉ nè. Trời ơi, không thấy cái lỗ để xỏ luôn. Con không nuôi ở nhà nó xỏ giùm. Xỏ hoài không má. Ờ vô rồi. Mẹ ô cái má giật mình, má xỏ cái vô liền. Má ơi, ơi. Này má đi bán về sớm hơn con nghe. Má bán về sớm hơn mày. Má có mệt không má? Má cũng mệt nhưng mà phải giá cái áo. Hôm nay con đi bán về cũng sớm chứ. Thôi à, nghỉ ngơi đi. Dạ. Ngủ đi, má giá xong cái áo má ngủ. Dạ. Ừ, ngủ đi con. Anh ơi. Má ơi. Không phải. Gì? Má em có hát ru nữa. Vụ này có nghe mày. Hát đi. Hát hay. Em mới ngủ được. Chờ chút xíu. Gần xong rồi. Cầm vô đó, ngủ đi. Má sẽ đâu cho con ngủ. Dạ 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 cô chăm bô. Dạ 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 cô. Dạ 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 cô chăm bô. Dạ dạ. Trời ơi má ơi. Ôi là con lớn chứ con nhỏ chắc giật mình khóc ba ngày luôn á. Mà thì ta ru mà không ngủ tự nhiên mà. Không phải đâu. Má em có ru vậy. Má em ru vậy nè. Chứ ta đâu biết ru làm sao đâu. Hồi xưa giờ ta đâu có được má ta ru đâu ta biết. Má em ru giống như tất cả các người mẹ khác vậy đó. Ru sao? Má em ru ầu ơ dí dầu. Sầu nha đông đinh. Sầu nha lắc lẻo. Ủa sao ru mà cũng quánh nhịp nữa à. Bà này áo cho mẹ nó ghê thật mày. Má em ho. Ho sao có nhịp vậy? Có em tả lại cho anh biết vậy đó mà. Bây giờ tao ru tao cũng phải ho vậy hả? Dạ. Chuyện nhỏ. Tao tưởng là ru gì khó chứ ru. Giống ho ho giống vậy tao mần được hết. Ngủ đây. Má ru cho con ngủ nè. Hầu ơ. Dây dầu cầu giang. Trong đêm cầu. Hồi tao không có ru đâu. Sao ạ? Hồi nãy mày nói má mày vừa ru vừa ho đúng không? À. Xong rồi má mày ru vừa ho xong rồi sáng hôm sau má mày đi luôn phải không? Ngu quá ta ru cho đi theo má mày luôn. Mày cài tao hoài luôn mày. Có đâu, má em bị bệnh mà, anh đâu có bị bệnh đâu. Ủa tao không bị bệnh là tao có quyền không có ho nha. Ừ. Chứ đi theo bả là có hương luôn á mày. Ngủ đây. Không có được, không có thích thò đâu nghe. Dạ. Tao nói rồi đó. Ngủ nè. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chày tức đủ dừa năm hỡi chàng chàng ơi hỡi người người ơi. Tao không có ru nữa đâu. Buồn lắm. Anh Mắm. Gì? Em nhớ má em quá. Thôi, có nhớ má cũng không có đâu. Bây giờ có anh hai nè, anh hai lo cho mày nha. Mày đừng có khóc. Mày khóc xấu lắm. Mày đừng có khóc nữa, ngủ đi. Sao không có ngủ? Nhớ má em. Nín đây, mày đừng có khóc nữa mà. Em hỏi anh này nha. Vậy. Giả như mình, một mình anh có 500 đô này nè, mà anh làm mất á, thì anh sao? Mày hỏi ngu quá. Tao mà mất 500 đồng thôi, tao muốn chết rồi. Mất 500 đô chắc tao đập đầu vô trong báo tao tự dặn luôn. Bây giờ tao có 500 đô nha anh mà tao
tao mất rồi tao làm như anh thì sao? Trời, em có suy nghĩ gì hết. Người ta có 500 đô trong bóp là ít nhất ở nhà người ta phải có 1.000 đô, hiểu không? Ví dụ như người ta chỉ có 500 đô này mới mượn về để chữa bệnh cho má anh ta, mà người ta làm mất thì sao? Mày muốn gì mày nói mẹ luôn đi. Cứ sàng qua sàng lại rồi mày đạp tao không à? Em trả cho người ta đi anh. Em trả hả? Mày ngu vậy? Mày lượm được nhiêu đây mà mày đem mày trả hả? Anh với mày hả? Hai đứa bán báo với bán bánh tiêu nửa đời luôn cũng không có được 500 đô á. Mày ngu mày đem mày trả vậy. Mắm. Mắm. Anh Mắm. Cái tên tao không được đẹp mày kêu hoài vậy. Nhìn cặp mắt em là anh nhảo với em luôn rồi á. Em trả không? Trả được rồi. Để mai anh trả cho. 500 tự nhiên đem trả. Nhưng mà không trả đâu. Nếu mày quyết định trả anh sẽ trả cho mày vui. Tiền thôi mà. Bình thường thôi. Đúng không? Mình làm được mà. Đâu có gì đâu. Bình thường. À! Đừng có thấy. Tao có thấy người ta đốt vàng mã từng rổ vậy đó. Thôi mà, tiền của người ta chứ không phải tiền của anh em mình đâu. Trả cho người ta đi nghe cho em. Rồi được rồi, ngủ đi. Ngủ đi, mai rồi anh hai trả cho. Méo đi. Vậy em yên tâm em ngủ. Ngủ đi. Tiền đâu phải của mình hả anh? Ngủ đi. Hầu ơ dí dầu. Còn ngủ chưa? Cầu giang đông đình, cầu tre lát lẻo gặp. Anh ơi, anh đừng lấy bớt hàng trăm đô anh giếm nha anh. Mày là con quỷ. Không phải là con phàm, đúng không? Ngủ đi bà. Không có cái gì qua anh mắt được mày hết à. Ngủ đi. Giỏi lắm. Biết sống mà nghĩ đến người khác là tốt. Đêm nay ta sẽ đi phát quà cho các trẻ em. Ta rất vui vì các con đã vượt qua thử thách của ta. Ta sẽ tặng cho các con một món quà. Ta sẽ đưa các con đi chơi cùng các trẻ em ngoan trên toàn thế giới. Nào, dậy đi các con. Dậy đi các con. Dậy đi các con. Dậy đi, hết 7.000 đồng kim tiến rồi. Trời ơi, dậy nữa. Dậy đi các con. Thôi, cái bóp đâu rồi? Cái bóp của em, cái bóp này của con. Bóp là của con hả? Con mới lượm được của người ta để trả lại cho người ta đó. Cái bóp đó là của cô đó. Sao của cô được? Có bằng chứng gì không? Có chứng minh của cô ở trong đó đó. Bỏ cái đi, lấy tiền không đâu, lấy gì chủ đâu. Có cái hình mặt trăng không à? Đúng rồi, cái hình mặt trăng đó là của cô. Mà cho nên cô chính là Hằng. Cô Thanh Hằng. Ê, cô Thanh Hằng nè. Không phải. Cô Thanh Hằng nè. Cô là Hằng Nga. Trời ơi, cô biết không? Hả? Con không bao giờ mua vé vô coi cô hát được hết trơn á. Sao vậy? Con đứng đằng trước con bán cô thấy hình cô không à? Không phải đâu, cô lộn cô thấy rồi đó. Cô Thanh Hằng. Cô là Hằng Nga. Cô Thanh Hằng mà. Không phải, cô là cô Hằng Nga mà đâu phải là Thanh Hằng đâu. Ôi da. Đúng thiệt. Cô thấy cô nghèo, cô không dám nhận chứ gì. Không phải đâu cô. Cô đâu có tin hình cô đâu. Cô không thấy phải. Cô ái bộ cô thôi mà. Cô nói cô, thiệt. Cô Hằng Nga là. Cô nói vậy, cô thấy cô nghèo cái dễ cô không gì. Rất kỳ vậy cô. Cô được rồi, quý dễ cô là. Cô nhận mình đi, cô chiều nó giùm đi. Được rồi, cô là Thanh Hằng. Thấy không, cô Thanh Hằng mà. Ừ, cô không có gạt con đâu, cô là Thanh Hằng. Ừ. Cô hát con nghe bậy, đó giờ chưa giờ được nghe cô hát á. Hát thiệt ngoài đời chân tàn à, nghe không à cô. Hát mà hát cái gì? Đâu biết gì đâu hát. Hát bài gì vậy? Có nói gì mẹ? Trời đất ơi. Mà cô là mà biết làm sao hát đâu. Trời ơi. Cô hát được mà, cô Thanh Hằng mà. Cô không có biết hát. Ôi da, cô vừa hỏi rồi da.
Trời ơi, cô xem hát cô bài của cô hát, cô không chịu nhận cô là phải đâu mà, cô nói thiệt mà, cô không biết hát mà. Cô dễ cô gì quá, nghèo cô quá cái gì. Cô hát đại đi. Chiều nó phải không? Ờ thôi chiều được được rồi, để cô hát cho con nghe. Không, cô biết hát rồi, mà. Để cô hát ha. Thôi Thanh Hằng. Ơi. Cô hát cho con nghe bài nào về mẹ nha. Rồi được rồi, để dạ. Cô coi coi cô nghệ sĩ Thanh Hằng là ai mà sao nó mê dữ vậy trời. Ê trời ơi. Sao đẹp quá vậy, giống tôi quá vậy. Nhưng mà tôi đẹp hơn á. Thôi con đổ nha. Dễ nhất nha. Dạ. Nghe nha. Lòng mẹ bao la như biển thấy bình dạng nhau. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru mang mát êm như sao dịu giấc dơ. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng. Mẹ yêu. Quất câu giọng cổ đi con, quất câu giọng cổ. Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời qua. Chiếc giọng thơ ngây qua lời ru êm mà mẹ đã theo chân con trẻ trên vạn nẻo sông hồ. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc con mới tượng hình trong từ đó sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau mẹ mừng thêm chút nữa, chắc là con khỏe nên con đạp con giỏi lắm. Khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giấc mình tỉnh giấc. Nhiều đó thôi đi, được rồi. Kéo nguyên tuồng luôn đi. Thôi, được rồi, nhiều đó đó, được không con? Được không? Công nhận nha. Ừ. Sau khi con nghe cô hát, con mới biết cô là cô Hằng Nga. Trời đất ơi. Cô Hằng Nga nè. Không phải, cô là Thanh Hằng. Cô Hằng Nga. Ca giọng cổ vậy là cô Thanh Hằng á. Cô Nga mà. Cô là Thanh Hằng. Thôi nha. Cô biết con nghèo, cô không dám nhận cô là cô tiên cái gì. Trời đất. Con đâu tin quà cô đâu. Đâu có, đâu có nè trời. Cô Hằng Nga, cô nói cô là... Không phải, cô là cô là Thanh Hằng. Cô nghèo, cô không dám nhận gì. Cái dễ có khi dễ con đâu. Cô nhận hả? Con nhận. Ờ thôi được rồi, được rồi, được rồi. Cô là Thanh Hằng nha. Hiểu không? Đó, cô. Nhỏ như ghét quá trời quá đất luôn hả? Cô đến đây để cô lấy lại cái bóp. Con trả lại cô cái bóp nè. Cô chỉ thử lòng hai đứa thôi. Dạ. Nào bây giờ các con có muốn theo cô đi thăm các trẻ em ngoan trên toàn thế giới không? Dạ có. Mình đi bằng cách nào cô? Bay, chúng ta cùng bay. Cô bay con coi đi. Mày ngu quá à. Cổ mày chưa có cái lương nè. Mỏi á. Cổ mà muốn bay là cổ phải vô trong. Ờ. Cổ móc dây vô xong có mấy người cái giật gầy nè. Bảo mới bay được. Bay lên mới được. Đúng rồi, đây sao bay được con. Dạ. Nào bây giờ chúng ta cùng bay ha. Bay cao lên ha. Bay, bay lên cao á con. Bay lên cao luôn. Sẵn ghé ngang nước nào thả xuống luôn. Trời ơi. Mày ngu không có bánh bò sao đi. Trời. Bánh bò mà nó cũng rành dữ vậy ta. Con hỏi là nhiều người. Bây giờ cô sẽ đưa các con bay cao lên để nhìn lên toàn thế giới nè ha. Dạ. Rồi chúng ta sẽ cùng phát quà cho các trẻ em có những hoàn cảnh kém may mắn nè mà lại sống tốt sống ngoan như là hai đứa vậy đó. Dạ. Nào chúng ta cùng bay. Bay mà mỏi chân quá tắt đèn mới bay được.